biển hồ Washington vào một buổi trưa, chính xác là ngay 12 giờ trưa mùa hè các bạn. Nó rất là trong veo, các bạn thấy đây. Thấy đằng xa là một cái cây nó ngã xuống, thì bên Mỹ đó thì người ta thường để cho cái cảnh vật thiên nhiên nó tự nhiên các bạn, để vậy nguyên luôn, người ta không có sử dụng máy cưa hoặc là búa hoặc là rìu người ta đốn. Nếu mà cái trường hợp cái cây ở trước mặt mà nó không có nguy hiểm đến tính mạng, người ta để nó ngã tự nhiên xuống hồ luôn bạn. Đó, những cây trong rừng các bạn, đó, trong rừng Washington, những chú vịt nằm phơi nắng các bạn. Xa rồi có máy bay thường là quảng cáo các bạn. Đó. Rất là thanh bình. Hỏi thăm chú vịt. Đêm diêm. Vịt rời. Sau hồi mây mưa, lông vịt tan tác trên bờ. Dễ thương bạn. À, chú vịt, ai chà chà, dễ thương quá, ai chà chà, cái này biết là vịt đực hay vịt cái đây, ai chà chà, dễ thương quá, vịt thì rất lợi hại các bạn, có thể là đi bộ trên bờ, có thể là bơi dưới nước, hay là bay trên trời, đúng là organic 100% organic đúng không ạ. Cái màu nó rất là đẹp, cái cổ đó, đúng không? Chà chà,